Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt một cái ống đồng nói chung, hoặc là ống nước, hoặc là các cái cổ phốt của xe đạp. Ví dụ như mà nếu mà trong trường hợp mà nó ống nó bị dài quá, tức là cái ống của cái thụt trước thông thường là nó nhà sản xuất thì người ta sẽ làm rất là dài, và từng loại xe khác nhau thì sẽ phải cắt ngắn đi đằng sau cho nó phù hợp. Xong bắt đầu là khi lắp là mình lựa để mình đệm thêm thêm những cái miếng đệm nhôm vào. Thì đây là cái ống đồng mình mua rất là nhiều các cái kích cỡ khác nhau. Thì thông thường là có thể các bạn dùng phương pháp cưa, đúng không? Nếu mà ai mà có cưa máy cưa thì rất là tốt. Còn nếu không có thì phải cưa tay, nhưng mà cưa tay những cái đồ này thì nó khá lâu và nó rất là ổn. Thế thì có một cái cách khác để mà làm là sử dụng cái con dao tròn này, hoặc là gọi là dao lăn chuyên để cắt ống nước để mà cắt. Đây ạ. Đây là cái phần điều chỉnh cái độ rộng của ống, đúng không? Ống càng rộng thì ta càng nới ra, và ống càng nhỏ thì ta càng siết nó lại. Thì ví dụ như là đây là cái ống đồng, mình thông qua việc là mình, ví dụ mình đo trước, đúng không ạ? Nếu mà trong trường hợp dài bao nhiêu đó thì mình đo trước, xong bắt đầu mình siết. Mình siết đúng vào cái điểm mà mình cần cắt. Nếu mà ống mỏng quá thì các bạn siết nhẹ thôi, bởi vì nếu không có thì nó sẽ gây bẹp ống. Đấy, các bạn vừa siết vào. Đây. Vừa xoay vừa siết vào. Quay một vòng xong các bạn lại siết thêm. Thì cái này nó không ổn. Rất là nhẹ nhàng. Và đương nhiên là nó phù hợp với cả cái phong cách của mình, là mình thích làm thủ công. Mặc dù tay khá yếu, không khỏe như Akira Fan, nhưng mà hay là Nguyễn Tùng. Đó. Như thế này là đã cắt xong rồi đấy ạ. Và sau đó ta lưỡi dao ra. Lóng ngóng quá nên là rơi cả đồ. Đây các bạn nhìn này, cắt xong rồi đấy, rất ngọt ngào, đúng không? Đây. Ví dụ như cái khoen đồng này, nếu mà trong trường hợp mục đích trang trí mình sẽ lắp vào đây chẳng hạn, nó sẽ rất là đẹp, nó sẽ tôn cái giá trị của cái cây đá của bạn lên rất là nhiều. Cái chẳng hạn đây là kích cỡ mà nó bé hơn thì sao, trong trường hợp nó nhỏ như thế này. Chúng ta sẽ xoay cái cán của nó để đẩy lưỡi dao sát vào trong. Sau đó thì vừa quay vừa siết. Quay một vòng ta lại siết thêm một tí. Trông cái con dao đơn giản như này thôi, nhưng mà kể cả ống nước dày hơn nữa
mà sử dụng mà cứ siết từ từ thì ống nước nào dày cỡ nào cũng phải dụng thôi. Đây là cái đặc điểm rất là thú vị của cái loại dao cắt này. Đương nhiên là dày thì ta sẽ cắt nó mất thời gian hơn. Đó. Mẹ. Ngon lành cành đào luôn. Vừa nãy mình cắt là khổ nó khá lớn, 2 cm rồi 1,5 chẳng hạn, hoặc là 1.0 chẳng hạn, đây là 0,5. Về cơ bản thì 0,5 thì vẫn cắt được bình thường, mặc dù là ống khá bé. Cầm ví dụ mình giữ trong tay này là nó không chắc được tay nữa vì nó bé. Nếu trong trường hợp mà đi đi với găng tay vào thì mình nghĩ là sẽ giữ nó chắc hơn. Ví dụ cái loại găng tay mà nó có cao su này thì độ bám hơn, đúng không? Mình đã cắt xong rồi này. Các bạn thấy không? Cũng khá là đều mà nhẹ nhàng. Không có ổ đĩ cả. Các bạn ví dụ như các bạn mà dùng cưa để mà cưa ấy, thì nó cũng còn có mùn ra cái ổn. Trong đó cắt bằng con dao tròn này thì êm ái luôn. Video hướng dẫn cách cắt ống đồng của mình với cả loại dao lăn, dao tròn này đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip hướng dẫn tiếp theo hoặc là các cái chương trình giới thiệu sản phẩm mới của mình tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.